Chào mọi người, hôm nay mình đã chia sẻ thêm một món thịt viên chay. Thịt viên làm xong thì mình chế biến được rất là nhiều món nha các bạn. Như khi mình hấp xong mình thả vô lẩu hoặc là kho tiêu. Và ở đây thì mình chiên thì ăn với tương cà, tương ớt. Thịt viên thì dai ngon ngọt từ nấm với củ sen. Đây là tất cả nguyên liệu, thì mình có 2 củ sen với vài cọng ngò gí, 1 củ cà gót và 1 cây nấm đùi gà. Bột năng thì mình sử dụng 40g, nửa thìa canh nước tương và 1 thìa cà phê hạt nêm chay, 1 ít tiêu xay với đường. Củ sen thì mình sẽ sắc nhỏ để mình để vô máy xay, xay cho được dễ. Còn cà gót thì mình dùng bàn bào bào ra những sợi mỏng. Bào xong mình cũng cắt hạt lựu nhỏ. Đây là nấm đùi gà thì mình đã ngâm nước muối rồi, rửa sạch rồi mình xé nhỏ ra. Thì các bạn thích các loại nấm nào mình có thể thêm và thay thế, như nấm bào ngư, nấm kim châm hoặc là nấm gơm. Rồi mình cũng xắt cái phần nấm ra hạt lựu nhỏ. Mình cho phần củ sen vô máy xay để xay nhuyễn cái phần củ sen này. Thì củ sen mình thêm vô giúp cái phần thịt viên chay ngon và ngọt tự nhiên. Tại vì trong cái củ sen này có cái vị ngọt tự nhiên. Thì đây là củ sen mình đã xay vừa nhuyễn rồi, mình đem ra ngoài để trộn làm cái phần thịt viên. Tiếp tục thì mình bắt một cái chảo lên, cho một ít dầu ăn vô, rồi để phần ngò gí vô để phi cho cái ngò gí này thơm á. Thì ngò gí cũng thơm rồi, mình sẽ để phần cà gót với nấm mình để vô để mình xào trước. Mình xào cho cái phần nấm với cà gót này vừa chín tới. Xào trước như vậy thì cái phần thịt viên chay sẽ ngon và có cái vị thơm hơn á. Rồi nêm gia vị thì mình để vô đây là một ít hạt nêm chay. Và giờ phần cà gót với nấm thì mình xào như vậy là được rồi. Mình sẽ đem ra ngoài rồi để cho nguội. Khi nguội thì mình để vô trong cái phần củ sen mà lúc nãy mình có xay nhuyễn, để vô để trộn làm cái phần thịt viên chay. Rồi mình để hết cái phần ngò gí còn lại vô. Mình cũng nêm gia vị như là tiêu xay với hạt nêm còn lại. Một ít nước tương. Và bột năng. Bột năng mình thêm vô giúp cái thịt viên chay có được độ kết dính và có được độ dai nha các bạn. Thì các bạn có thể thay thế bằng bột mì hoặc là bột bắp đều được. Trộn cho tất cả đều. Và giờ tất cả thì mình trộn cũng đều rồi. Giờ mình sẽ đi do những cái viên tròn và dừa để mình làm cái phần thịt viên chay. Thì mình do những viên dừa như vậy thôi, để lát khi mình chiên được giòn và ngon, mau chín. Thì đây mình làm cũng xong rồi. Mình bắt một cái chảo lên, cho dầu ăn vô, rồi để phần thịt viên chay vô để mình chiên. Chiên cho vàng đều tất cả các mặt. Thì khi tạo hình viên xong như vậy nếu mà các bạn không thích ăn chiên mình có thể đem đi hấp nha. Hấp xong thì mình ăn cùng với rau găm, muối tiêu chanh hoặc là kho tiêu thả vô lẩu. Mình chế biến được rất là nhiều món nha các bạn. Thì các bạn muốn ăn cái thịt viên chay này lâu hơn mình tạo hình xong chưa có chiên
thì mình để lên ngăn đông, khi nào mình ăn á mình đem ra rồi mình chiên hoặc là mình hấp á đều rất là ngon. Trong lúc chiên cái phần thịt viên này á thì mình cũng thường chiên trở về qua lại á. Rồi cái phần thịt viên thì giờ cũng vàng đều rồi, mình sẽ gấp ra cái giấy thấm dầu. Tiếp tục mình chiên những cái thịt viên còn lại đến khi nào hết. Thịt viên làm xong thì mình sẽ đem ra dĩa cho các bạn xem nha. Thịt viên thì dai ngon ngọt tự nhiên từ nấm như củ sen. Thì cái món thịt viên này nếu mà các bạn hấp thì mình chế biến được rất là nhiều món và sử dụng được lâu, như mình thả vô lẩu hoặc là kho tiêu. Hoặc là mình cũng có thể chiên như vậy để mình làm món ăn vặt, rồi ăn với tương cà, tương ớt. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.